Võ Tắc Thiên, tập 61. Thần thiếp bái kiến bệ hạ. Không biết đêm khuya bệ hạ tới điện Lập Chính là có việc gì vậy? Đứng lên đi. Trẫm gần đây triều chính bận rộn, thật sự có chút lạnh nhạt đối với nàng. Hôm nay trẫm đến không có ý gì, chỉ muốn ở bên cạnh nàng thôi. Bệ hạ, chiếc trâm này thật sự rất hợp với nàng. Những ghi chép của Đại Lý Tự về việc cô sảy thai ta đều mang đến cho cô. Cô xem cũng hơn 20 ngày rồi, đã tìm được manh mối gì chưa? Trên đây đã ghi rõ tất cả đồ ăn hàng ngày và thuốc ta từng dùng khi đang mang thai. Ngay cả y phục, trang sức, phấn son đều mang đi kiểm tra vô ích. Còn có chén trà đó, bên trong chỉ bỏ thêm ít thảo dược và cam thảo. Ta thậm chí còn theo đạo tương sinh tương khắc trong sách thuốc, đã tìm hiểu rất nhiều để tìm những thứ tương khắc với hai loại này. Nhưng mà những ngày đó ta chưa từng tiếp xúc qua. Có lẽ sảy thai chỉ là việc ngoài ý muốn, hay chỉ là vì hợp hương trước đó cô đã dùng không? Không, cơ thể ta có thể tự cảm nhận được sẽ không sai đâu. Có lẽ là Đại Lý Tự bỏ sót thứ gì đó. Nhất định là chén trà đó. Chén trà đó nhất định là có vấn đề. Mẹ nương, mẹ nương, cô đã mấy ngày không chợp mắt rồi, cô đi nghỉ chút đi. Ta không sao. Cao Dương, ta còn có thể ở lại trong cung bao lâu nữa? Đã có đại thần Dương Tấu nói nếu cô đã không còn mang thai nữa, theo lý nên rời khỏi cung, trở về chùa cảm nghiệp. Có điều của ca lấy lý do sức khỏe của cô chưa tốt cho nên ngăn lại rồi. Khoảng thời gian này cô yên tâm đi. Được, vậy thì tốt. Dương hoàng hậu này đúng là rộng lượng. Bất qua nữ đế dệt tơ tằm bằng vàng này quả thật không phải bình thường. Cô xem, mỗi dệt này đều dùng kỹ thuật dệt phức tạp nhất để dệt thành. Chỉ việc phối màu sắc cũng đều rất rõ ràng, nhưng tinh tế nhất chính là chất liệu. Đứng trước bức cẩm này lúc lâu rồi vẫn còn ngửi thấy mùi hương. Đây lẽ nào là mùi hương của tơ tằm? Cô nói có mùi hương thoang thoảng. Ừ, đúng vậy đó. Mỹ nữ, cô sao vậy? Kỳ lạ, tơ tằm vàng này vốn dĩ không có mùi, nhưng mùi hương này chỉ thoang thoảng, lúc có lúc không. Cao Dương, nếu cô không nhắc với ta, ta cũng không để ý. Nghĩ lại có khi nào là mùi của chất liệu không? Thời gian không còn sớm nữa, ta phải về phòng phủ. Nếu cô có chuyện gì, có thể phái người tới tìm ta.
Thụy An. Tỷ tỷ có gì sai bảo? Để cắt một mảnh của bức cẩm hoa nữ đế này mang đến cho Du Thái Y, nhờ ông ta xem trên sợi tơ tầm này có điểm gì khác với loại tơ tầm bình thường. Dạ, đúng như Võ Thái Phi đã dự đoán, Duy Thần đã kiểm tra sợi tơ tầm trên bức dệt cẩm đó, đúng là không hề đơn giản. Mỗi một sợi đều có nhuộm vào hoa du. Hoa du vốn là thứ thuốc lợi máu, dùng riêng nó thì vô hại, nhưng lại tương khắc với cam thảo. Vì cam thảo khắc với hoa du, trộn hai thứ với nhau liền sinh ra tính độc cực lớn. Vì ta ngửi hương hoa du trong thời gian dài, lại thêm uống chén trà cam thảo đó, mới dẫn đến băng huyết sảy thai. Ta nói đúng không, Chu Thái Y? Không biết bức dệt cẩm này Thái Phi từ đâu mà có. Từ lúc biết Võ Thái Phi quay trở về cung, bốn cung đặc biệt cho người lấy sợi tơ tầm dệt bức tranh hoa đế này. Hôm nay mới dệt xong, mong Thái Phi nhận cho. Về chuyện này Thái Y không cần hỏi nữa. Còn nữa, việc trên sợi tơ tầm đã bị nhuộm thêm hoa du, cũng mong Thái Y đừng để ai biết chuyện này được không? Nhưng mà Chu Thái Y, ông ở trong cung nhiều năm như vậy, nên tự mình hiểu rõ nhiều một việc không bằng bớt đi một việc. Người thông minh bảo vệ bản thân mới là thượng sách. Lẽ nào Chu Thái Y muốn chỉ vì một thái phi xuất thân từ tài nhân nhỏ bé mà lại đắc tội với môn phiệt hay sao chứ? Thần không dám. Vì thần đã tạ Thái Phi nhắc nhở, sau này tuyệt đối không nhắc tới việc này nữa. Nhờ Thái Y rồi. Hôm nay đã đầy một tháng, bệ hạ vẫn không để Võ Mỹ Nương quay về cảm nghiệp tự. Sùng Nhi, sáng mai giờ Mão, con hãy triệu tập các quan từ tư phẩm trở lên, tập hợp ở ngoài điện Cam Lộ, cùng với ta tham gia dân tấu. Xin bệ hạ hãy đưa Võ Mỹ Nương quay trở về. Dạ. Phụ thừa đại nhân, việc hậu đình nên tuân theo hoàng hậu. Mấy hôm trước hoàng hậu có gửi thư nói, nếu như muốn đuổi Võ Mỹ Nương ra khỏi hoàng cung, người cũng có thể dùng chút sức, có thể dẫn binh ở hậu cung dâng tấu lên bệ hạ. Võ Mỹ Nương không có tôn ti, làm loạn hậu cung. Được rồi, để cô ta cùng đến. Dạ. Nương nương, hoàng hậu đích thân viết thư. Vậy sao? Khởi tấu ngoài điện Cam Lộ, đuổi Võ Mỹ Nương đi khỏi. Nghe ra cũng khá thú vị. Mỹ Nương, cô tìm ta. Cao Dương, hung thủ giết hại con của ta, ta đã tìm ra rồi. Ai? Chính là Dương Hoàng Hậu. Cô ta đã giở thủ đoạn trên bức hoa đế nữ này, dùng thứ khắc với cam thảo nhuộm lên sợi tơ tầm. Đứa bé này chính vì như vậy mà bị sảy thai. Hả? Bức cẩm này có độc sao? Vậy sao không bỏ nó đi? Chỉ cần không kết hợp với cam thảo thì không sao. Ta phải giữ nó lại, để ở nơi này. Mỗi ngày khi tỉnh lại đều có thể nhìn thấy vật này. Vậy tiếp theo đó cô định sẽ làm gì? Hay là chúng ta bẩm báo lên cửu ca? Gia tộc của Dương Hoàng Hậu thế lực trong triều ngày càng thêm lớn mạnh. Phụ thân của cô ta Dương Nhân Hộ là Ngụy Quốc Công, của phụ cổ là binh bộ thượng thư. Hơn nữa sau lưng còn có trưởng tôn Du Kỵ chống đỡ.
Bệ hạ, người vừa mới đăng cơ địa vị chưa ổn định, người có thể lạnh nhạt với hoàng hậu, nhưng tuyệt đối không thể tùy tiện nghi ngờ và xử lý cô ta. Ta nói qua rồi, đây là việc riêng của ta, ta muốn tự mình giải quyết, không nên làm khó bệ hạ. Cao Dương, Dương hoàng hậu ở trong hoàng cung này coi trọng nhất là thứ gì? Cô ta hả? Cô ta là loại người hữu dị, xuất thân thế tộc, danh gia khuê cát, nhưng rất vô dị. Nếu nói trên đời này thứ cô ta để ý nhất, ngoài cửu ca ra, chính là ngôi vị hoàng hậu. Mỹ nương, nếu như cô cướp được cửu ca từ tay cô ta, từ tay cô ta đoạt lại được ngôi vị hoàng hậu của Dương Ngọc Yến, đúng là khiến cô ta sống không bằng chết. Cao Dương, đã là lúc nào rồi mà cô còn ở đây nói đùa được? Ta không có nói đùa. Ta vừa nhận được tin, sáng sớm ngày mai trưởng tôn Du Kỵ tập hợp quần thần khởi tấu bên ngoài điện, gây áp lực cho cửu ca, ép ca ấy phải đưa cô về chùa cảm nghiệp. Mỹ nương, cửu ca từ nhỏ đã nghe lời cô, chỉ cần cô mở lời, huynh ấy đều đồng ý làm mọi thứ cho cô. Cô có thể cầu xin huynh ấy giúp đỡ, phong cho cô một phong hiệu, Tiệp Dư Chiêu Nghi, cái gì cũng được. Tóm lại, cô phải có được một thân phận ở trong cung. Chỉ cần có thân phận để ở lại trong cung là được rồi. Không được, không thể được. Tại sao chứ? Ta không làm được. Nếu không làm vậy thì ngày mai cô sẽ bị bắt quay về chùa cảm nghiệp. Chẳng lẽ cô không muốn ở lại trong cung báo thù cho đứa bé sao? Ta muốn báo thù, nhưng ta không yêu Trĩ Nô. Mỹ nương, ta biết cô rất yêu phụ hoàng, không muốn phản bội người, nhưng mà cô chỉ cần gả cho cửu ca, chứ không phải thật sự yêu huynh ấy. Cô chỉ cần có một thân phận, người cô yêu vẫn là phụ hoàng. Chỉ cần cô đồng ý, cô vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình người. Cô đừng nói nữa. Cao Dương, đừng nói nữa. Ta không làm được, không làm được. Bệ hạ, thái giám đưa tin Chu Thái Y mật báo Võ Thái Phi sảy thai, chất liệu tẩm vào bức thêu hoa nữ đế, hóa ra lại tương khắc với cam thảo. Đây cũng là nguyên do đã khiến Võ Thái Phi bị sảy thai. Mi nương một lòng muốn báo thù, trẫm phải làm thế nào mới có thể giữ nàng ấy ở lại cung? Bệ hạ, người đừng uống nữa, người phải bảo trọng long thể của mình. Lão nô tham kiến công chúa điện hạ. Cửu ca, dạ mời ngồi. Lão nô cáo lui. Cửu ca, vì sao huynh không hỏi muội? Sắp tròn một tháng rồi, mỹ nương có đồng ý lấy thân phận thê thiếp ở lại trong cung không? Nàng ấy sẽ không đồng ý. Quả nhiên vẫn là huynh hiểu cô ấy. Huynh biết là kể từ ngày mai sẽ không được nhìn thấy cô ấy nữa,
vì vậy một mình ngồi đây uống rượu giải sầu. Cô ấy thà rằng mất đi cơ hội báo thù cho đứa con sầu não mà đi, nhưng cuối cùng vẫn không muốn làm chuyện có lỗi với phụ hoàng. Thực sự phần tâm tình đó rất giống với mụi đối với biển cơ năm xưa. Mụi vừa nói là thâm tình. Thâm tình. Ừ. Thâm tình. Phụ hoàng, người thật sự là một đế vương vừa hiền minh lại còn tài giỏi. Muội cho rằng người thật sự quan tâm tới tư tình nữ nhi hay sao? Ngoài giang sơn xã tắc của người, cái gì người cũng không có quan trọng, cái gì cũng có thể hy sinh được hết. Mỹ nương, những gì mà nàng ấy bỏ ra có đáng hay không chứ? Thật sự là có đáng hay không chứ? Cửu ca, huynh có chuyện gì vậy? Chị nô, chuyện nữ chủ Võ Thị tiêu diệt đại đường tuy chỉ là chuyện quan đường, nhưng cũng không thể mặc kệ không quản. Sau khi trẫm băng hà, nếu Võ Mị Nương nàng ấy mang thai, cho dù là nam hay nữ, đều... đều giết hết. Phụ hoàng, người gì giang sơn xã tắc có thể giết chết con mình? Quỳnh tin không? Quỳnh tin được không? Người, đúng vậy. Đây mới là phụ hoàng của chúng ta. Bản di chiếu này đừng để Mỹ Nương tỷ ấy nhìn thấy. Nếu Mỹ Nương nhìn thấy thì sẽ chịu sự đả kích lớn. Hãy đốt nó đi. Được. Cửu ca, quên làm sao vậy? Gọi thái y. Muội dìu quên đi nghỉ, hả? Được. Muội nhất định phải đốt nó đi. Nhớ kỹ. Ừ. Cửu ca, từ từ thôi. Nhớ kỹ, muội phải đốt nó đi. Quỳnh yên tâm.
Mị nương, Cao Dương, ta biết là cô muốn tốt cho ta, nhưng mà ta tuyệt đối không thể gả cho Trị Nô được. Cô đừng khuyên ta nữa. Mị nương, cô thật là ngốc. Cô thật sự cho rằng bản thân đang giữ gìn một tình yêu hoàn mỹ không thể nhớ sao? Có thể phụ hoàng đối xử với cô không tệ, tốt hơn những nữ nhân khác một chút, nhưng đó thực chất không gọi là yêu. Người vốn không hề yêu cô. Cao Dương, cô đang nói gì vậy? Cô đang nói gì vậy Cao Dương? Cô uống rượu, cô say rồi. Nếu người thật sự có tình với cô thì đây là cái gì? Là cái gì? Cao Dương, đây, đây chỉ là giả. Đây là giả thôi Cao Dương. Đây không phải là thật. Không phải thật. Không phải là thật. Là ngụy tạo, chỉ là ngụy tạo thôi. Điều này không thể nào. Không thể nào. Nếu cô cảm thấy là giả, vậy thì cứ cho đó là giả đi. Cô dùng tình cảm đó gạt bản thân mình bao nhiêu năm nay, chi bằng cứ tiếp tục gạt mình đi. Đứa con mà cô bỏ tính mạng mình ra bảo vệ, vậy mà trước lúc lâm chung, phụ hoàng đã không một chút do dự đắn đo, muốn giết chết con của hai người. Đây chính là món quà cuối cùng mà người dành cho cô. Đây chính là tình cảm sâu đậm mà người đối với cô. Nếu không phải là cửu ca yếu lòng thì không cần dùng đến Dương hoàng hậu. Đứa bé của cô cũng sớm chết rồi. Pháo hoa ở chùa Cảm Nghiệp đêm đó, kịch bóng của điện Cam Lộ, tất cả đều là chủ ý của cửu ca. Quỳnh ấy chỉ muốn cô cười, vì cô bỏ hết lần này đến lần khác dễ ra rất nhiều chất mộng đẹp. Đúng rồi, đúng rồi, đừng nói nữa. Ta không muốn nghe. Đừng có nói nữa. Cô đừng qua đây. Mỹ Nương, đừng qua đây. Mỹ Nương, không muốn nghe. Cô nghe ta nói. Ta không muốn nghe. Ta không muốn. Cô Mỹ Nương, cô nghe ta nói. Mỹ Nương, muốn nghe. Cô nghe ta nói đi. Cô nghe ta nói đi. Nghe ta nói đi. Nghe ta nói đi. Tất cả đàn ông đều không thể dựa dẫm một tình yêu trọn đời và một đứa trẻ thì có thể trói buộc người phụ nữ cả đời sao? Tại sao chứ? Dựa vào cái gì? Cô ở lại đây không phải vì bất cứ ai, không phải vì phụ hoàng, không phải vì đứa bé, mà là vì bản thân cô, vì chính bản thân của cô. Ở lại đây đi. Cô vốn rất thích hợp làm đóa hoa trong chốn thâm cung hậu đình. Ở chùa Cảm Nghiệp cô sẽ sớm khô héo thôi. Cô hiểu không? Mỹ Nương, Mỹ Nương, Mỹ Nương, nghe ta nói. Nghe ta nói đi. Nghe ta nói. Đi đi. Đi đến điện Cam Lộ, đi tìm cửu ca. Xin Quỳnh ấy ban cho cô một phong hiệu để cô có thể ở lại nơi này. Mỹ Nương, đi đi.
Lúc phụ hoàng hạ bản di chiếu đó cũng là lúc phản bội lại tình yêu của các người. Hoàng hạ tất phải suy nghĩ gì nữa? Ta không biết, ta không biết, ta không biết. Lừa đảo, lừa đảo. Mỹ Nương, Mỹ Nương, cô phải nhớ, cô không phải muốn báo thù sao? Cô không phải muốn báo thù cho đứa bé sao? Đây là cơ hội cuối cùng của cô. Cô hãy nhớ, hãy nhớ lấy. Mỹ Nương, cô ta sẽ đi, cô ta nhất định sẽ đi. Ngoại trừ điện Cam Lộ, cô ta căn bản không còn chỗ nào để đi. Cô ta sẽ đi, cô ta nhất định sẽ đi. Bệ hạ, mật báo của thám tử ở chỗ trưởng tôn Vô Kỵ nói trưởng tôn Thái Quý đã hạ lệnh nói rằng chỉ đợi Võ Thái Phi trở về chùa cảm nghiệp. Từ nay về sau, trẫm sẽ không để bất kỳ ai làm hại Võ Mị Nương. Bất kỳ ai cũng không được. Trưởng tôn Thái Quý, ông coi. Đừng nông vội. Thank you.
Quả đại đường cuối cùng cũng đến rồi. Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ có chỉ, quần thần nghe tuyên. Thương điên có đạo hậu thổ tại đức, nay ban võ mỹ nương cho trẫm, trẫm quyết không phụ hoàng thiên hậu thổ. Nay lập võ mỹ nương làm chiêu nghi, chiêu cao khắp thiên hạ. Chư vị khanh gia mới sớm đã tới đây, chắc hẳn có việc muốn tấu. Khởi bẩm bệ hạ, lời bệ hạ nói nay thời hạn một tháng đã đến. Hơn nữa, sức khỏe của Võ Thái Phi cũng đã hồi phục. Di thần cho rằng nên đưa Thái Phi trở về. Trưởng tôn Thái Quý, không có con, cũng không có Thái Phi. Chỉ là thị nữ mà năm đó đi cùng Cao Dương về phòng phủ mà thôi. Trẫm đã nói rồi, Võ Mỹ Nương đã là chiêu nghi của trẫm, cho nên căn bản không thể rời khỏi chỗ này. Nhưng mà bệ hạ, nè, nơi này không phải là nơi nghị sự. Nếu chư vị khanh gia có chuyện gì muốn nói thì hãy theo trẫm di giá tới điện Thái Cực tường thuật chuyện này, để tránh có những hiểu lầm. Trung thần tuân chỉ. Mỹ nương, lần này không ai có thể đuổi nàng đi, ta sẽ không để cho nàng rời khỏi đây. Nàng yên tâm. Bệ hạ, thị tỷ tốn nhiều công sức hẹn ta đến đây đợi, chính là muốn để các tỷ muội nhìn thấy sự im lặng và khoan dung của tỷ sao? Khởi bẩm bệ hạ, thần thiếp được các phi tần đông cung tập hợp tại đây là có việc muốn khởi tấu với bệ hạ. Không biết việc hoàng hậu tấu có phải là nội vụ hậu đình không? Đúng vậy. Nếu như là chuyện nhà, vậy nhất thời không cấp bách, chờ khi trẫm bãi triều rồi hãy nói sau. Dương Đức, có lão nô di giá điện Thái Cực. Dạ bệ hạ. Bệ hạ có chỉ di giá điện Thái Cực. Khởi kiệu di gia điện Thái Cực. Dám hỏi đại nhân, sau khi chúng ta vào điện Thái Cực, có phải là trưởng tôn Thái Quý sẽ nói trước hay không vậy? Thái Quý đường đường là cố mệnh đại thần, ra sức vì nước. Nếu để bệ hạ vì vậy mà long nhan đại nộ, vậy ta nghĩ không phải để bệ hạ phạm phải tội gián tội công thần sao? Ngàn lần không thể, vẫn là để lão phu ra mặt trước. Ngụy quốc công, ông cũng là quốc trưởng của một nước, nếu như chọc giận tới bệ hạ thì chẳng phải để bệ hạ phạm vào tội bất hiếu hay sao? Bùi Hành Kiệm, đại nhân, một lát nữa trên điện Thái Cực ông phải ra sức khuyên bệ hạ không thể nạp Võ Mỹ Nương làm chiêu nghi. Tuân mệnh. Nhưng mà lỡ như bệ hạ vẫn kiên quyết không có hành động thì sao đây? Nếu như bệ hạ vẫn chấp mê bất ngộ thì lấy cái chết để can ngăn. Đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định tuân mệnh.
Bái kiến Dương gia. Bái kiến Dương gia. Cái gì huynh đệ, không cần đa lễ. Dương gia, Điện Cam Lộ, Điện Cam Lộ xảy ra chuyện lớn. Có gì mà kinh ngạc vậy? Không phải Trưởng Tôn đại nhân quỷ thác các triều thần đến Điện Cam Lộ thượng tấu hay sao chứ? Đương nhiên không phải. Vừa lúc nãy bệ hạ ở Điện Cam Lộ tuyên chiếu chỉ phong cho Võ Mi Nương thành chiêu nghi. Hả? Cái gì? Mị Nương cuối cùng cũng không đi đến Điện Cam Lộ. Lúc cô ấy bối rối rời khỏi hoàng cung, ta nên ngăn cản cô ấy mới phải. Tâm tư này cuối cùng vẫn không thể hoàn thành được. Sáng sớm hôm nay cô ta đã bị đuổi về chùa Cảm Nghiệp rồi. Biện cơ, ta phải làm thế nào đây? Khởi bẩm công chúa, sáng nay bệ hạ đột nhiên ở trước mặt chư vị đại thần phong Võ Mị Nương làm chiêu nghi. Thật sao? Vậy phản ứng của các đại thần thế nào? Đa số các vị thần xuất thân từ thế tộc Quan Long cực lực phản đối, nhưng buổi thượng triều sáng nay cũng đã có Lý Nghĩa Phủ đại nhân và Ngô Dương, có bọn họ đứng ra ủng hộ bệ hạ. Chắc hẳn trong điện thái cực nhất định là có một phen náo nhiệt. Tam ca. Có lẽ Tam ca lần này cũng không phải tình nguyện giúp đỡ cửu ca. Bất luận là thế nào, cửu ca đã vì Võ Mị Nương mà ra sức đấu tranh cũng là một tin tốt. Chúng ta cứ như vậy hồi cung đi. Bệ hạ. Bẩm bệ hạ, phong Võ Mị Nương đó làm chiêu nghi, trên không đúng với lễ pháp, dưới không hợp lòng người, mong bệ hạ thu hồi thánh lệnh. Bùi Khanh, Mị Nương ý đức chiêu chiêu, lại thùy mỹ trinh trắng. Năm đó đến thái tử của Phiên Lang cũng vô cùng thán phục. Phong làm chiêu nghi chính là may mắn của đại đường. Bùi Khanh, tại sao lại cho rằng chuyện này không thể? Bệ hạ, bệ hạ, vi thần cho rằng chuyện này vốn dĩ không cần phải hỏi ý kiến của chúng thần. Chuyện này là nội vụ hậu đình của bệ hạ, cần gì phải để tâm tới cách nhìn của người khác. Bùi đại nhân, ngài thân là bề tôi nên biết tiếng lui rõ tôn ti, không vì quân dương che rẽ ưu phiền việc chính trị, ngược lại lại qua tay múa chân trên nội hậu đình của bệ hạ. Rốt cuộc ngài muốn gì? Bệ hạ, ông ta căn bản chính là tránh thực tìm hư. Bệ hạ, vi thần không theo thánh ý, tội đáng muôn chết. Nhưng mà nếu như vậy có thể ngăn cản được Võ Mị Nương quay trở lại hậu cung, không phụ lời tiến cử của tiên đế, không hổ thẹn với đạo lý làm người. Vi thần dù có chết cũng không ngại. Khánh, Khánh đang làm gì đó? Vi thần mong bệ hạ thu hồi thánh lệnh. Bùi Hành Kiệm, dừng lại! Trẫm ra lệnh cho Khanh, máu dừng lại! Bệ hạ, nếu như người không thu hồi thánh lệnh, thần nguyện máu tắm điện thái cực, lấy cái chết tỏ rõ chí nguyện.